Ngươi bước lên cho Thái Hoàng Thái Hậu nhìn mặt. Ngẩng đầu lên cho Ai Gia nhìn cho kỹ. Đúng là có chút nhan sắc hả? Ngươi thật sự rất muốn làm dâu đế vương sao? Trời ơi, tưởng là mình có khuôn mặt xinh xắn là có thể bám rồng dựa phụng sao? Chỉ là một nữ sử hèn mọn mà dám mở miệng kêu vương gia nạp ngươi làm phi. Ngươi không phải có khuôn mặt xinh đẹp là được, quan trọng phải nhận rõ mạng của mình là mạng gì. Thật hỗn láo. Thái thượng cung, ngươi quản lý sao vậy? Tứ ti của các ngươi dạy dỗ sao vậy? Thái hoàng thái hậu bớt giận. Đang tuổi xuân sắc, lâu ngày ở thâm cung cấm quyển, khó trách lòng bị dao động. Nữ cũng như vậy, nam cũng như vậy. Muội muội à, muội có trách Ai Gia nán lại hôn sự của vương gia không? Muội không dám. Hoàng Dương à, có phải Hoàng Dương rất muốn thành thân không? Có những lời nói là không thể nói bừa bãi. Bản thân con tự hiểu rõ, tuy rằng người ta là cung nữ, nhưng cung nữ cũng là người. Con đừng hại người ta. Con biết con tùy tiện nói một câu thì sẽ liên lụy rất nhiều người, con biết không? Dạ con biết, Thái Hoàng Thái Hậu. Nô thì to gan, lòng nuôi mơ tưởng, dám nói nữ sử cũng có thể làm phi. À, chắc là ngươi thấy nô thì rửa chân cũng có làm phi, cho nên ngươi suy nghĩ lung tung có phải không? Ngươi phải biết có những chuyện không thể có lần thứ hai, phải không muội muội? Mong tỷ tỷ bớt giận, bảo trọng kim thể quan trọng hơn. Muội muội à, với thân phận cung tỳ, muội được thánh sủng, thật sự đã lập ra một tấm gương rất xấu. Muội coi, bây giờ khiến cho toàn bộ các tỳ bộc đều có mơ tưởng hảo quyền. Muội muội, muội phải biết phước phần của muội không phải người nào cũng có thể có. Nếu như có kẻ gì duyên cớ này mà kết cuộc thê thảm, cũng là do muội liên lụy. Muội xin ghi nhớ lời dạy của tỷ tỷ, mong tỷ tỷ khoan dung độ lượng, tha cho kẻ không hiểu biết chuyện. Ai Gia quản lý hậu cung trách nhiệm nặng nề, nếu như hậu cung cũng không được yên ổn, thử hỏi hoàng thượng làm sao có thể an tâm quốc sự. Nếu như hoàng thượng có trách tội, Ai Gia không biết làm sao ăn nói với hoàng thượng. Là muội không phải, mọi chuyện đều do muội mệnh ra. Nô tỳ hèn mọn mà dám buông lời sằng bậy. Ngươi coi, ngươi liên lụy thái phi nương nương, nhớ lại xuất thân ngày nào, trong lòng thấy ngậm ngùi. Thái thượng cung, ngươi nói đáng tội gì đây? Xin Thái hoàng thái hậu niệm tình trẻ người non dạ mới phạm lần đầu, độ lượng khai ân. Tát miệng cho ta. Dạ. Ý, thượng cung cục không có ai sao mà ngươi phải ra tay? Thái hoàng thái hậu à, tỷ tỷ bị đánh đến nỗi sưng miệng, không có đẹp chút nào hết. Không còn đẹp nữa, vậy con có còn nạp phi không? Không nạp nữa, không nạp nữa, đừng có đánh nữa. Hãy mau tạ ơn Hoàng Dương đi. Nô tỳ tạ ơn Hoàng Dương.